Alo, xin chào các em ạ. Alo, alo, xin chào các em nhé. Thế vừa gì nhỉ? Lớp ốp xong nên là vào hơi buồn một chút. Chúng ta sẽ chuẩn bị chữa đề thi lần 1 ngay sau đây các em. Rồi, bạn nào chưa có đề thì các bạn có thể chia sẻ với Tường, thầy sẽ gửi đề cho các em sau khi thầy live xong nhé. Đề đầu tiên thì nó chưa khó lắm đâu đúng không? Đang dễ thôi. Các bạn vào xem live, các bạn có thể comment đáp án và có thể trao thầy một câu được không ạ? Và các bạn đã nghe rõ thầy nói chưa nhỉ? Alo? Hoặc là có thầy một like để cho nó nổi cái bài like này của thầy lên nhé. Cảm ơn. Sao đi hôm nay hơi đau họng, ho hơi nhiều. Alo, thầy chào em ạ. Ô, học sinh của đâu cả rồi nhỉ? Bạn đang học bài hay là đi sắm Shopee cả rồi vậy? Alo, các bạn có thể khoảng 1 2 phút nữa chúng ta vào bắt đầu lái em nhé. Các bạn đâu cả rồi ạ? Ồ, thế không đọc được comment cả em hay là cả bạn không comment ấy nhỉ? Thì chả thấy bạn nào lái thì à, bạn nào comment thế này. Facebook của thầy lag. Còn bạn có thể lái cái gì à, comment cho thầy biết được không ạ? Rồi, thầy sẽ bắt đầu chữa đề các em nhé. Bắt đầu chữa đề ạ. À, hôm nay là đề khảo sát chất lượng của trường gia động cơ. Trường mà chúng ta, 4 lớp của thầy, offline của thầy và một lớp online của thầy đã kết thúc. À, còn bây giờ thì chúng ta sẽ gì ạ? À, chuyển sang gì các em mới? À, gì các em nhỉ? Chữa đề và tất cả các lớp, 4 lớp của thầy thì đang học sang chương 2 và một lớp online của thầy đang học sang chương 2, chương 6 cơ. Nhưng mà trước khi chúng ta kết thúc ở chương 6 cơ ấy, thì chúng ta sẽ có một đề, đó là đề đề để chúng ta kiểm tra chương gia động cơ. Và đề này thì có 40 câu, nó tương đối dài nên là thầy sẽ chữa cho các em luôn. Được chưa ạ? Rồi. Thầy bắt đầu chữa nhá. Và các bạn đang xem thì các bạn có thể comment đáp án với thầy nhá. Rồi, đầu tiên là những câu lý thuyết đơn giản, đúng không? Thì những câu lý thuyết đầu tiên chúng ta comment tương đối nhanh. Được chưa các em nhá? Bạn nào xem live thì ít nhất cũng phải cho thầy một like nha các bạn. Sao thế các bạn đồng tĩnh thế này? Hay các bạn đi chơi trung thu cả rồi nhỉ? Rồi. Rồi bây giờ câu 1 này, chúng ta nhìn thấy rõ đề đúng không? Câu 1, chọn câu sai các em. Đây là câu sai nhá. Trong dao động điều hòa, ly đồ vận tốc và gia tốc là những đại lượng biến đổi theo hàm sin và hàm cos. Và làm sao? Có cùng biến độ, à cùng biến độ là sai luôn các em nhé. Thì câu này là câu A luôn. Biến độ của ly đồ là A đúng không? Cực đại của vận tốc là V0, cực đại của gia tốc là A0. Và nó không thể có cùng biến độ được. Vậy câu này chúng ta chọn A em. Câu 2. Trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi làm sao? Cùng pha vận tốc, sai em này. Nó phải là vuông pha vận tốc. Ngược pha vận tốc, sai luôn.
trễ pháp pi trên 2 vận tốc, sai luôn. Nó phải là lệch pháp pi trên 2 so với vận tốc. Và cụ thể là vuông pha vận tốc, đúng không? Hay này cách khác là nhanh hơn, vận tốc 90 độ cũng được. Đấy, một trong hai cách nói đấy. Rồi, câu 3, câu này chỉ hỏi công thức thôi. Cho Vmax và Amax lần lượt là vận tốc cực đại và giãn tốc cực đại của một vật chất đồng điêu hoa, hỏi biên độ A. Chúng ta có công thức là A thì nó sẽ bằng Vmax bình em nhé, mà chia cho Amax. À, thì câu này chúng ta chọn A. Nhưng mà tại sao lại có công thức này các em? Tại vì chúng ta có Vmax ấy thì nó bằng A omega. Còn Amax ấy thì nó lại bằng A omega bình. Vậy từ đây các em nhìn thấy là nếu như thầy lấy Vmax bình mà chia cho Amax thì nó sẽ được là gì các em nhỉ? Vmax bình chia Amax thì nó sẽ được là A bình omega bình mà chia cho A omega bình. Và cái này bằng A các em nhé, bằng A. Đấy, thì đó là cách giải thích đơn giản như vậy. Các bạn xem thì các bạn cố gắng tương tác với thầy bằng cách comment đáp án hoặc trao thầy một câu được không ạ? Hay là do Facebook của thầy lag ấy nhỉ? Không đọc được comment các em. Thì tin chắc là Facebook của thầy lag. Lật lại xem. Rồi tiếp này. Thầy giải tiếp câu 4. Một con lắc lo xo trên thẳng đứng, độ biến dạng ở cân bằng là delta L. Hỏi chu kỳ. À, độ biến dạng ở cân bằng là delta L, vậy chu kỳ của chúng ta ấy nó là gì ạ? Chu kỳ thì có hai công thức tính, một là chu kỳ T bằng 2 pi căn m chia k, hoặc là 2 pi căn của gì nhỉ, delta là không chia g. Đấy, vậy thì câu này chúng ta sẽ chọn D các em nhé, 2 pi căn delta là không chia g. Những câu đầu tiên chỉ hỏi công thức thôi, đúng không ạ? Câu 5, trong trường hợp điêu hoa của con lắc lo xo thì điều gì xảy ra? Lực đàn hồi luôn bằng không. Ủa thì câu này chết, lực đàn hồi có cực đại có cực tiểu đúng không, luôn bằng không là sai rồi các em. Lực đàn hồi bằng không khi nó đi qua cân bằng thì câu này càng sai em này. Ở cân bằng của con lắc lo xo theo thẳng đứng ấy thì nó giãn luôn. Vậy thì lực đàn hồi nó khác không luôn, đúng không ạ? Lực hồi phục cũng là lực đàn hồi. Cái này nó chỉ đúng nếu như là con lắc lo xo nằm ngang thôi nhé. Nằm ngang thì lực đàn hồi là lực hồi phục thì đúng. Đấy, còn con lắc lo xo theo thẳng đứng thì lực hồi phục phải là hợp lực của trọng lực và lực đàn hồi. Được chưa ạ? Lực hồi phục bằng không khi đi qua cân bằng thì câu này đế đúng em này. Các em biết là lực phục hồi ấy thì nó bằng trừ cá nhân x. Vậy thì nếu như x bằng không là ở cân bằng ấy thì lực phục hồi cũng bằng bằng không nhé. Được chưa? Vậy câu này chúng ta phải chọn đế em, chọn đế. Xong nha các em, câu đế ạ. Câu 6. Chọn câu sai các em. Câu 6 này, chọn câu sai này. Đây. Chúng ta nhìn xem câu 6, câu 6 này, tìm câu sai. Cơ năng biến thiên tuần hoàn, câu này sai luôn. Các em biết là đối với trường hợp lý tưởng đúng không? Thì cơ năng nó là không biến đổi. Cơ năng nó luôn là hằng số. Đấy, chính vì thế mà nó cơ năng nó biến đổi là sai luôn. Chỉ có động năng và thể năng nó biến đổi thôi, còn cơ năng là bằng tổng động năng cộng thể năng thì nó không đổi em nhé. Câu 7. À, khi lý độ x bằng a trên 2 thì chúng ta có điều gì xảy ra? Câu này mà các bạn học lý thuyết với thầy thì các bạn phải chắc x bằng a trên 2 là góc 60 độ. Đây là a này, đây là a trên 2 này. Thì góc là góc 60 độ. Và ở vị trí góc 60 độ đấy thì động năng nó gấp 3 lần thể năng em nhé. Thì câu này chúng ta chọn D. Được chưa? Góc 45 độ là động năng bằng thể năng này, góc 30 độ là động năng bằng 1/3 lần thể năng này. Thì những cái chỗ đấy đơn giản thì các bạn phải nắm được luôn. Câu 8, chọn câu đúng. Đó là tìm công thức của lực căng dây. Lực căng dây là mg 3 cos alpha trừ 2 cos alpha không. Thì câu này chúng ta chọn B nhé. Câu này chỉ kiểm tra công thức thôi nên là không có gì phải giải thích cả. Rồi, câu 9. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần số lần lượt là 6 và 12. Hỏi biên độ tổng hợp không thể là A1 bằng 6 này, A2 bằng 12 các em này. Vậy thì biên độ tổng hợp ấy nó chỉ chăn khoảng từ hiệu đến tổng, mà hiệu của nó là A1 trừ A2 là 6 và tổng của nó là 18. 6 cộng 12 là 18. Thì nó chỉ chạy trong khoảng này thôi. Vậy biên độ chúng ta không thể là nắm được em nhé. Thì câu này chúng ta chọn A. Phương trình tổng quát của dao động điều hòa là gì? Cô tang là sai này, tang là sai này, hàm cốt là đúng, đúng không ạ? Vậy câu này chúng ta chọn cốt. Nhưng mà ở cái câu này thì nó lại sai em nhé. Câu này sai. Tại vì đây là tê bình, thì tê bình nó sai ở chỗ tê bình em. Thì câu này chúng ta chọn C. Câu 11. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x bằng 5 cos omega t cộng 0,5.
Hỏi phá ban đầu. Ui, câu này dễ nhỉ. Phá ban đầu chính là 0,5 pi các em nhé. Thì câu này chúng ta chọn B. Còn nếu như mà học dao động điều hòa mà còn không biết phá ban đầu trong trường hợp này là 0,5 pi nữa thì cần phải xem lại cách học. Nguy hiểm. Thấy chưa các em nhỉ? Câu 12. Một chất điểm dao động với phương trình x bằng 6 cos omega t dao động có biên độ là bao nhiêu? Những câu đầu tiên này rất dễ các em. Thì biên độ của nó chính là cực đại của ly độ tức là bằng 6 thì câu này chúng ta chọn B các em nhé. Một khoác lắc lò xo có khối lượng m độ cứng k dao động điều hòa với tần số góc. Thì tần số góc là omega bằng căn của k chia m các em ạ. Thì câu này chúng ta chọn D. Đúng chưa? Rồi, chúng ta bỏ qua những câu này nhé, đi nhanh một chút bởi vì nó đơn giản. Câu 14. Một chất điểm dao động điều hòa khi thể năng cực đại thì chất điểm có ly độ là 6. Các bạn phải hiểu là gì ạ? Đây là cân bằng ô này. Thì thể năng cực đại ở đâu? Thể năng đấy thì công thức của chúng ta là 1 phần 2 kx bình. Vậy thể năng nó cực đại nếu như mà x nó lớn nhất, tức là nó xa cân bằng nhất. Mà khi nó xa cân bằng nhất ấy, thì nó sẽ nằm ở biên, đúng không? Ở hai biên. Vậy thì khi nó xa cân bằng nhất, thể năng cực đại nó ở biên, ly độ bằng 6. Vậy chúng ta có x bằng 6 và cái này bằng A luôn em nhé. Vậy độ dài quỹ đạo, thì độ dài quỹ đạo là 2A, mà 2A là 12 em. Được chưa? Thì chiều dài quỹ đạo là 12 ạ. Rồi, câu tiếp theo các em. Câu 15. Một chất điểm chuyển động tròn đều quanh tâm ô bán kính là 10. Bán kính là 10 này. Tần số góc là 5. Hình chiếu của nó với tốc độ cực đại là mấy? Thì tốc độ cực đại của vật dao động điều hòa chính là A omega. Và A thì nó chính là bằng luôn bán kính, tức là bằng 10. Mà omega là 5, tức là 50 các em nhé. Cm chia giây. Đấy chưa? Vậy câu này chúng ta chọn B các em. 50. Rồi. Những câu này nó đáng đơn giản rồi đúng không? Chúng ta tiếp câu này. Câu 16. Cho hai dao động cùng phương cùng tần số có x1 bằng từng này các em và x2 bằng từng này. Độ lệch phá. Độ lệch phá là delta phi. Thì delta phi chúng ta có thể lấy phá thằng 1 trừ phá thằng 2 hoặc là ngược lại cũng được, phá 2 trừ phá 1. Thì các em nhìn thấy là cái này là 0,5 pi là phá ban đầu của nó trừ đi cho trừ của 0,5 pi. Thì các em sẽ ra được pi đúng không? Đấy, thì độ lệch phá của hai thằng này chính là pi các em nhé. Thì câu này chúng ta chọn C. Alo ạ. Các bạn đang xem các bạn cho thầy một like ở trên Facebook nhá, cho nó nổi gì ạ? Phần like của thầy lên. Đúng không? Câu 17. 17 này. Cho hệ dao động thực hiện cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi nào? Tần số lực cưỡng bức lớn hơn là sai các em nhé. Nó phải bằng đúng không? Tần số của lực phải bằng tần số của riêng của vật. Thì lúc đấy nó xảy ra cộng hưởng. Thì câu này chúng ta chọn gì ạ? Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của vật. Thì câu này chúng ta chọn C nhé. Và khi xảy ra cộng hưởng ấy thì biên độ nó đạt cực đại em nhé. Rồi, đó là câu 17. Được chưa ạ? Chúng ta sang câu 18 em. Tại nơi có gia tốc rơi từ gió G thì có lắc đơn có chiều dài L. Hỏi tần số. Tần số có lắc đơn thì công thức của nó là gì ạ? 1 trên 2 pi căn G trên L đúng không em? Đấy. Thì công thức này chúng ta chỉ chọn D em nhé. Đấy, những cái câu đầu nó đang rất đơn giản bởi vì nó chỉ hỏi công thức thôi. Đấy chưa ạ? Một chất điểm dao động với phương trình x bằng 10 cos 15 t cộng pi, chất điểm này có tần số góc là mấy? Thì tần số góc ở đây chính là 15 em này. Và 15 thì câu này chúng ta chọn D em nhé. 15 chọn D. Rồi. Những câu này thì không thể sai được luôn. Và trong đề thi đại học thì có những cái câu nó cũng đơn giản vậy thôi, để các em lấy điểm thôi. Câu 20. Khi một vật dao động điều hòa thì làm sao? Vector vận tốc và vector gia tốc luôn cùng chiều chuyển động. Câu này sai các em. Chúng ta chỉ có vector vận tốc thì nó cùng chiều chuyển động thôi. Còn vector gia tốc ấy, thì nó có thể ngược chiều chuyển động. Được chưa? Nếu như mà nó chuyển động chậm dần thì gia tốc nó sẽ ngược chiều chuyển động nhé. Đấy. Vector vận tốc luôn hướng cùng chiều chuyển động đúng. Vector gia tốc hướng về cân bằng. Ồ, câu này đúng em nhé. Các bạn lưu ý là vector gia tốc luôn hướng về cân bằng này. Lý thuyết học rồi. Còn vector vận tốc thì luôn đi cùng chiều chuyển động. Thì câu này chúng ta chọn B. Để xem em nhỉ. Rồi tiếp nhé. Các bạn đi đâu cả rồi nhỉ? Thì thể các bạn comment ít thế này. Các bạn đi chơi trung thu rồi à? Hay là sắn Shopee rồi? Học sinh của thầy đâu cả rồi nhỉ? Học sinh ở đâu cả rồi? Học sinh on đâu cả rồi? Facebook thầy lag à? Không đọc được comment luôn. Rồi, tiếp này. Đợt này Facebook lag rồi em.
20 câu đầu rất nhẹ nhàng đúng không? Và tất nhiên là đề đầu tiên kiểm tra nên là thầy cũng chưa cho khó lắm. Sau này ra test thì rất nhiều điều khó. Hello Mai Hương. Rồi, câu 21 này. Chọn câu đúng. Trong giao đồng điều hòa của vật đô thị biểu diễn gia tốc và Lido là một đường thẳng không đi qua góc. Câu này sai em nhé. Đô thị của Lido X và gia tốc A ấy, nó là một đoạn thẳng đi qua góc tọa độ và đoạn thẳng này dốc xuống. Khi vật chuyển động theo chiều dương thì gia tốc dương. Để sai em. Khi vật chuyển động theo chiều dương thì vận tốc dương, còn gia tốc thì lại luôn hướng về cân bằng, nên là đôi khi gia tốc nó cũng có thể âm. Rồi tiếp tục nghe này. Đô thị biểu diễn của gia tốc theo thì Lido là một đường thẳng đi qua góc. Đô thị biểu diễn của vận tốc và gia tốc là một elip. À thì câu D này đúng. Tại vì vận tốc và gia tốc thì là vuông pha, đúng không? Mà vuông pha thì nó chính là hình elip kém nhé. Thì câu này D này câu đúng. Còn câu C này thì nó sai ở chỗ là đường thẳng. Nó không được nói là đường thẳng. Nó phải đô thị của gia tốc và Lido thì phải gọi là đoạn thẳng. Đúng chưa? Kiến thức phải chắc vào ạ. Câu 22. Một chất điểm giao đồng điều hòa với phương trình x bằng 10 cos 2pt cộng pi trên 4 lúc t bằng 0,5 giây thì vật làm sao? 0,5 giây à? Chúng ta cùng xem nhé. Thầy dùng vòng đo lường giác để xem 0,5 giây nó nằm ở đâu này. Phá ban đầu chúng ta là pi trên 4, tức là 45 độ lúc t bằng 0. Tần số góc là 2pi. Thời gian là 0,5 giây. 0,5 giây thì góc quét của nó là omega t và bằng pi kém nhé. Vậy pi thì nó sẽ chạy 180 độ, nó chạy sang đây. Mà khi nó chạy sang đây thì các em nhìn thấy nó chiếu lên đấy ấy, thì nó đang chuyển động là từ biên về cân bằng và chuyển động theo chiều dương. Vậy thì từ biên về cân bằng là chuyển động nhanh dần, đúng không? Nhanh dần và theo chiều dương. À thì câu này chúng ta chọn A luôn. Thì nhanh dần theo chiều dương luôn các em nhé. Đúng chưa? Đấy, đó. Từ biên về cân bằng là nhanh dần và đi theo chiều dương khi điểm M nằm ở dưới vòng tròn. Đúng không ạ? Đấy, thì câu này chúng ta chọn A luôn. Câu tiếp theo các em. Ôi, câu này thì nó thuộc kiến thức gì nhỉ? Công thức cơ bản này. Một chất điểm giao đồng điều hòa x1 bằng 3, vận tốc v1 bằng 40. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó là v2 bằng 50. Các em biết là nó đi qua cân bằng mà nó cho vận tốc này đúng không? Thì xin thưa các em, vận tốc này chính là vận tốc cực đại luôn. Vậy chúng ta có vận tốc cực đại chính là bằng 50. Bởi vì đi qua cân bằng thì vận tốc cực đại 50 cm trên giấy đấy, nó thiếu trên giấy nhé. Rồi tiếp này. Ở đây chúng ta có là khi x1 bằng 3 thì V1 nó bằng 40. Thì ở đây nó cho x1 V1 thì các em sẽ có công thức là gì ạ? V1 bình này chia cho V01 bình này cộng x1 bình này chia cho A bình bằng 1. Đây là công thức gì các em nhỉ? Vuông pha. Thì từ đây các em sẽ thay số này, 40 bình chia cho vận tốc cực đại là 50 bình thì bằng cái gì nhỉ? À cộng cái gì? 3 bình thì chia cho A bình bằng 1. À, từ đây các em có thể tự tìm A giúp thầy nhé. Và chúng ta ra được A là bằng 5 đúng không? 5 cm. Chuẩn luôn, 5. A bằng 5 thì người ta bảo là lý đồ của vật khi vật có vận tốc là 30. Ừ. Nếu như mà chúng ta có V2 bằng 30 thì các em lại tìm ra X2. Đúng không? Thì lại tiếp tục sử dụng lại công thức ở trên một lần nữa. Là công thức vuông pha một lần nữa. Thì các em sẽ có là gì ạ? 30 bình này mà chia cho 50 bình này. Đó là V2 bình chia về tốc cực đại bình cộng X2 bình này chia cho A bình này. Mà A bình ở đây là 5 bình nhé, bằng 1. A bằng 5 đấy. A bằng 5 thì các em từ đấy các em có thể tìm được X2 để lấy X2. Thì đó các em từ bấm ra được cộng trừ 4 các em nhé. Cái chỗ này là bấm máy tính, thầy thì thầy nhầm nó nhanh nên là thầy nhầm ra cho các em. Còn chỗ này là bấm máy tính là cộng trừ 4. Và cộng trừ 4 thì câu này chúng ta sẽ cho đáp án là B các em nhé. Có cộng trừ bởi vì là nó có lý đồ âm hoặc lý đồ dương nên là chúng ta chọn B câu này. Đấy, đó là câu 23 các em. Rồi, câu 24 này. Bắt đầu tính toán một chút xíu. Câu 24 như sau. Một vật có khối lượng M bằng 100g và độ cứng cao bằng 100 N/m. Từ đây các em sẽ tìm được tần số riêng của vật các em. Tần số riêng của vật là 1 trên 2 pi căn của K chia M. Và cả bạn tự bấm máy tính nhé. K là 100. Căn 100 là 10. Vậy cái này chúng ta đã được là 5 à? 5 Hz. Hoặc là chúng ta tìm tần số góc riêng cũng được. Tần số góc riêng cũng hay.
Thân số góc riêng ở đây nó chính là bằng căn K chia M. Thì các em đã bao nhiêu? Thân số góc riêng ở đây là căn K chia M là bằng 10 pi. Rồi, bây giờ người ta bảo là gì ạ? À, cùng một điều kiện với lực cản môi trường thì biểu thức ngoài lực điều hòa nào sau đây làm cho con lắc dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất? Các em biết là muốn nó biên độ lớn nhất ấy. Biên độ dao động cưỡng bức lớn nhất thì delta F nó phải min. Mà delta F min thì delta omega cũng phải min. Mà delta omega là cái gì? Delta omega này chính là bằng tần số góc của riêng của vật mà trừ đi cho tần số góc của lực phải min. Và các em nhìn thấy là tần số góc riêng của vật thì bằng 10. Vậy các em nhìn thấy trong bốn đại lượng này đúng không? 2pi, 8pi, 20pi và 10pi. Thì thằng C này này là thằng mà có hiện tượng cộng hưởng xảy ra. Cụ thể là delta omega của nó là nhỏ nhất luôn. Và khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì nó sẽ có biên độ là lớn gì các em? Lớn nhất nhất. Đúng chưa? Vậy câu này chúng ta chọn C. Đúng không? 10pi trừ 10pi bằng 0. Câu này chọn C nhé các em. Rồi, chúng ta sang câu 25 các em. 25 này. Một con lắc lò xo cho đứng khối lượng M bằng 100g, độ cứng cao bằng 100 N/m, kéo vật lệch khỏi cân bằng một đoạn lăn 2 cm thì vận tốc là từng này. Hỏi là lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu. Đây là con lắc lò xo treo thẳng đứng. Thì bây giờ các em phải hiểu là khi nó treo thẳng đứng ấy, đúng không? Thì nó ở cân bằng, nó đã giãn ra một đoạn delta là không rồi. Và delta là không này chúng ta tính được nó bằng mg mà chia k các em nhé. Thì cái này bằng mấy? M là 0,1, g là 10, k là 100. Vậy các em bấm ra được là 1 cm. 0,01 m là 1 cm. Rồi tiếp này. Chúng ta có biên độ là bằng, à chúng ta phải đi tìm lại biên độ cơ. Biên độ đúng không ạ? Biên độ mấy? Ở đây người ta cho x bằng 2 này. Và khi x bằng 2 thì vận tốc là bằng 20 pi căn 3. Từ đây các em sẽ có công thức là A bằng cắn của cái gì nhỉ? X bình cộng V bình mà chia omega bình. Và từ đây suy ra được là A bằng x bình ấy, là 2 bình này. Cộng V bình là 20 pi căn bậc 3 tất cả bình này. Và chia omega bình. Thì bây giờ chúng ta phải lại có phải có bước tính omega một chút. Thì omega nó sẽ bằng cắn của K chia M đúng chưa các em? Và bằng mấy ạ? K là 100. M là 0,1 kg. Thì 100 chia 0,1 là 1000. Cắn 1000 là 10 cắn 10. Và 10 cắn 10 là 10 pi các em nhé. 10 pi. Đây cái chỗ này là 10 pi. Tất cả bình. Đó là omega nha các em. Vậy thì sau được có omega thôi thì cái này bằng bao nhiêu? 20 pi căn 3 chia 10 pi. À, tất cả bình thì các em ra được là 2 bình cộng 2 căn 3 bình thì các em ra được 4 nhé, 4 sen. Ra được 4 sen ấy thì các em nhìn ra một điều là delta là không này bằng 1 sen. Nhưng mà biến độ dao động thì tần 4 sen. Đây là trừ 4 này, đây là dương 4. Chính vì thế mà lực đàn hồi ấy, nhỏ nhất nó sẽ bằng 0. Ở vị trí lò xo không biến dạng đúng không? Cái này thì lý thuyết thầy giải thích luôn. Nếu như biến độ A lớn hơn delta là không thì chắc chắn là lực đàn hồi nhỏ nhất nó bằng 0. Còn lực đàn hồi lớn nhất ấy, thì nó lại bằng cái gì em nhỉ? Công thức của lực đàn hồi lớn nhất nó sẽ bằng K nhân với độ biến dạng lớn nhất, tức là delta là không cộng A. Và giúp thầy ra bao nhiêu đây các em? K là 100 này. Delta là 0 là 0,01 m này. Còn với A là 0,04 m này. Thì các em đã được là 5 N các em nhé. 0,01 cộng với 0,04 là 0,05 nhân 100 là 5. 5 N. Vậy chúng ta có là gì ạ? Lực đàn hồi cực đại là 5 và cực tiểu là 0 em nhé. Để trường hợp này là trường hợp A lớn hơn gì đấy nhỉ? Delta là 0 nên là cực tiểu nó bằng 0. Rồi tiếp nhận. Đó là câu 25 các em nhé. Chúng ta còn 15 câu nữa đúng không ạ? Đây lái có hơi buồn không nhỉ? Sao các bạn comment hơi ít? À đấy. À ừ, các bạn comment nhiều thì cũng đọc được cái chứ. Đây này. Sao nhỉ? Tao còn chưa học đến phần này đấy. Các bạn comment nhiều đây này. Rồi ok, chào các em nhá. Đấy, từ này thì Facebook của thầy lạc đấy. Rồi, chúng ta sang câu tiếp theo các em, câu 26. Đấy chưa? Nói chung là đề đầu tiên nó chưa khó lắm đâu ạ. Câu 26 cái đã nào. 26.
26. Đây, thầy xem câu 26 nào. Chào bạn Hiếu nhá. Câu 26. Câu 26 như sau các em. Một con lắc lo xo theo thẳng đứng. Ở cân bằng ấy, thì lo xo giãn ra 3 cm. À, có nghĩa là nó treo thẳng đứng này. Và ở vị trí cân bằng ô này các em nhé. Thì lo xo nó đang giãn ra là 3 cm. Và đây là chiều dài tự nhiên các em. Tức là lúc đấy lo xo nó không biến dạng đấy. Tiếp này. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Thời gian lo xo bị nén trong một chu kỳ là 1/3 chu kỳ. Vậy thì khi nào lo xo bị nén? Lo xo chỉ bị nén nếu như biên độ vượt quá delta là không các em nhé. À, lớn hơn delta là không. Đúng không? Thì lo xo bị nén. Tức là lúc đấy biên này là biên trừ A này. Giả sử đây là biên dương A này. Và cái khoảng vị trí này các em nhé là vị trí lo xo không biến dạng. Và chỗ này là có lý độ là trừ 3. Tại sao? Bởi vì là nó đã cách cân bằng một đoạn là 3 đúng không? Và nó đi về phần âm nên nó là có lý độ là 3. Và khoảng này lo xo bị nén các em này. Lo xo bị nén là khoảng thời gian mà nó làm sao ạ? À, nếu như vật nằm trên vị trí này thì lo xo bị nén. Thế vậy là đoạn này bị nén. Ok rồi, chào cảm ơn bạn Trí và bạn Hiếu nhé. Các bạn có phải học sinh của thầy không ạ? Và các bạn khen thầy kinh vậy. Đấy chưa? Bây giờ chúng ta có này, thầy dừng vòng tròn lượng giác. Một khi nó hỏi thời gian ấy thì các bạn phải luôn dùng vòng tròn lượng giác. Vậy thì đây là biên độ A thầy chưa biết. Bên này trừ A thầy cũng chưa biết luôn. Tuy nhiên đoạn này là vị trí trừ 3 này. Thì trừ 3 trên vòng tròn lượng giác có hai vị trí. Và người ta bảo là thời gian lo xo bị nén. Bị nén tức là chạy từ trừ 3 ra trừ A và trừ A chạy về trừ 3 thì nó bị nén. Và cung quét tương ứng là cung này các em. Cung quét cung này là cung quét tương ứng. Và người ta bảo đây là 1/3 chu kỳ nó bị nén. Thì các em biết là thời gian là 1/3 chu kỳ ấy. Thì góc quét tương ứng sẽ là 120 độ. Đúng không? 1/3 chu kỳ là 120. 120 có nghĩa là cả cái góc lớn này là 120 thì mỗi góc là 60. Mà mỗi góc 60 thì các em có cos 60 ấy, thì nó sẽ bằng là 3 mà chia A. 3 này là độ dài đoạn này này mà chia A. Đúng chưa? 3 chia A. Thì từ đấy suy ra được A các em nhé. Từ bấm 3 chia cos 60 bằng 6. Và 6 thì câu này chúng ta chọn D các em. Đó chính là thời gian lo xo bị nén trong một chu kỳ. Đấy chưa? Xong câu này ạ. Câu tiếp theo câu 27 các em. Câu này đơn giản này nhưng mà cẩn thận bị lừa này. Một vật có độ cứng K bằng 20 Newton trên mét, biên độ A bằng 5 sen. Khi vật năng cách biên 4 sen thì có động năng bằng mấy? Đây là cách biên nha, cẩn thận cách biên này, cân bằng ô này. Biên độ A bằng 5 này. Bên lên trừ 5 này. Nó cách biên 4 sen tức là đoạn là 4 này. Vậy thì lúc đấy lý độ của nó là 1 nhá. Được chưa? Cẩn thận đoạn này bị lừa. Đấy, cách biên chứ không phải là cách cân bằng. Cách biên 4 thì cách cân bằng 1. Thì dẫn đến từ đây dẫn đến đồng năng. Nó hỏi đồng năng. Thì đồng năng bình thường phải sử dụng công thức 1/2 MV bình nhá. Nhưng mà trường hợp này mà dùng công thức này thì có vẻ không ổn. Bởi vì M chả có, vận tốc cũng chả có. Nên là trường hợp này thầy sử dụng công thức là lấy cơ năng trừ thể năng đi. Bởi vì chúng ta có cơ năng rồi 1/2 K bình. Còn thể năng là 1/2 K X bình. Và cái này rút ra này. Chúng ta có K, có A, có X. Đúng không? Vậy chúng ta rút ra là gì ạ? 1/2 này. K là 1 là 20 em này. A bình là 0,05 bình. Đây là centimet. Các em nhớ phải đổi với mét là 0,05 bình. Trừ đi cho 0,01 bình là x bình. Thì từ đây các em bấm máy tính ra đáp án, đúng không ạ? Đáp án bao nhiêu nhỉ? Comment cho thầy đáp án bao nhiêu các em? 0,05 bình trừ 0,01 bình. Chúng ta nhân với 10. Các em ra được là 0,024. Và câu này chúng ta chọn A các em nhé. Chọn A. 0,024. Đúng chưa? Xong câu này các em. Rồi tiếp này. Câu 28. À, câu này nó cũng đơn giản thôi, câu 28 này. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng a cos omega t cộng phi. Lúc t bằng 0, lý độ x bằng a trên 2 và đi theo chiều âm. Hỏi xác định phi. Thì câu này nhanh nhất là dùng vòng tròn lượng giác em nhé, thì dùng vòng tròn này. Đây là a này. Nó cho là A trên 2 đúng không? A trên 2 này. A trên 2 trên vòng tròn lượng giác có hai vị trí. Và đừng quên là điểm trên vòng tròn thì luôn quét ngược chiều kim đồng hồ. Tuy nhiên ở đây người ta bảo đi theo chiều âm. Đi theo chiều âm có nghĩa là nó nằm ở trên. Đấy.
lý thuyết các em phải học với thầy rồi thì mới biết mấy cái này, còn những cái em học nơi khác thì các em cũng phải biết mấy cái này đúng không, để thi đại học. Thế thì chỗ này là gì, nó quét ngược chiều kim đồng hồ. Thế thì phá ban đầu là góc này các em này, và góc này thì nó bằng mấy, lúc t bằng không nó nằm đấy, thì phá ban đầu là cốt phi ở đấy nó bằng a trên 2 chia 2 là 1/2, thì dẫn đến phi đấy là 60 độ các em nhé. Học sinh của thầy thì phải nhanh ở chỗ này, và 60 độ thì là pi trên 3 các em, câu này chúng ta chọn D. À, và nó đang là phá ban đầu nó lệch về phía trên thì nó là dương đúng không, dương em nhé. Đấy thì câu này chọn D. Rồi câu 29, câu 29 này muốn làm nhánh được ấy thì phải có mèo nhỏ. Đấy, và cụ thể là thầy dùng phương pháp tỷ lệ này. Một thằng này có độ cứng là K, kích thích cho nó dao động điều hòa. M1 là khi M1 ấy, thì chu kỳ T1 là 1 giây. Khi khối lượng là M2 ấy, thì chu kỳ là T2 là 2 giây. Hỏi là khi khối lượng M bằng M1 cộng với 2 lần M2 thì hỏi chu kỳ là mấy? Thì để làm được bài này các em phải hiểu được tỷ lệ cụ thể này. Chu kỳ T bằng 2 pi căn M chia K. Và nhìn vào đấy các em nhìn thấy chu kỳ T tỷ lệ với căn M. Hay nói cách khác là T bình tỷ lệ với M. Mà T bình tỷ lệ với M thì chỗ này là chúng ta có M bằng M1 cộng M 2 lần M2 thì dẫn đến là T bình ở đây bằng T1 bình cộng với 2 lần T2 bình. Và đến đây các em thay số bấm máy tính nhé. Suy ra được T bình bằng T1 bình là 1 bình các em này. T2 bình là 2 nhân với 2 bình thì bằng 2 nhân 2 là cái này là được 9 em nhé. 9 đi dẫn đến T đây bằng 3 em. Đúng không? 2 nhân 2 bình là 9, 9 đi dẫn đến T bằng 3. T bằng 3 thì con này chúng ta chọn B em nhé, chọn B. Ok chưa? Xong câu 29 em. Câu 30. À câu 30 này thì bấm máy cho nó nhanh này. Có hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x1 đây và x2 đây. Dao động tổng hợp. Thì chắc là bạn nào chưa biết bấm máy thì bay cho cách bấm này. Chúng ta bấm 12 nhé, shift 14. Đề đầu tiên này nó đơn giản đúng không? Bấm 12 này, shift góc. Góc là âm pi trên 3 các em này. Trừ pi trên 3, nhìn thấy thao tác nhé. Cộng này. 12 shift góc. Bạn nào mà chưa biết cái này thì lo mà học lại mấy cái chuyên đề của thầy đó. 5 pi trên 3. 5 shift pi chia 3. Bằng này. Bằng sau đó các em bấm shift 23 này. Thì các em đã được 24 và góc âm pi trên 3, thì câu này chúng ta chọn A luôn các em nhé. 24 và góc là âm pi trên 3. Thì đây chỉ là cách bấm máy tính. Và tất nhiên bạn nào chưa biết cách này thì cần phải học lại. Được chưa? Đấy, học lại. Đấy, và thầy đã dạy các em cách này ở phần lý thuyết rồi các em nhé. Rồi, xong câu này các em. Rồi, thầy giảng tiếp, đó là câu 30. Vẫn còn 10 câu. Tuy nhiên là 10 câu này thì nó cũng gì ạ? Nhanh thôi. Thế đầu tiên nó chưa khó. Bạn nào đang xem like có thể comment cho thầy một câu đúng không ạ? Những bạn không đi chơi trung thu mà đi xem live thì có thể comment cho thầy một câu nào đấy được không ạ? Đó là câu 30 em nhá, các bạn hiểu chưa? Bây giờ sang câu 31 này. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x bằng 5 cos 2 pt cộng pi trên 3. Thời điểm đầu tiên gia tốc cực đại. À, gia tốc cực đại. Vậy thời điểm là hỏi thời gian, mà hỏi thời gian thì bắt buộc phải dùng vòng tròn. Lúc t bằng 0 nó nằm ở góc là 60 độ. T bằng t trên 3 mà, pi trên 3 mà, 60. Gia tốc cực đại khi nào? Đây là biên dương này, còn đây là biên âm này. Và trục gia tốc là trục ngược lại thế này này. Thì gia tốc cực đại nếu như nó nằm ở biên dương à biên âm em nhé, A0 và bên này là cực tiểu này. Rồi thầy cho bạn thử ạ. Rồi thầy giảng tiếp này. Thế thì gia tốc cực đại ở biên dương và từ t bằng 0 nhé, đến khi nó chạy sang biên dương. Đúng không? Thì nó quét 120 độ. Cứ ngồi nghe thôi là cũng nhớ rồi, nên là cố gắng ngồi nghe. 120 độ là 1/3 chu kỳ em. Đúng không ạ? À, từ t bằng 0 chạy sang biên dương 1/3 chu kỳ. Mà 1/3 chu kỳ thì chỗ này bằng bao nhiêu? Chu kỳ t đấy bằng 2 pi mà chia omega, và các em nhìn thấy nó 1 giây đúng không? 2 pi này, chia omega là 1 giây này. Vậy chỗ này sẽ là 1/3 giây nhé. Thì câu này chúng ta chọn C. Được chưa? Giá tốc cực đại ở biên âm em nhé. Rồi. Câu 32. Câu 32 này mà thanh niên muốn nào muốn làm tốt ấy, thì các em cần phải nhớ được công thức. G bằng 9,8 này, có lắc đơn có chiều dài là 1 này. Dao động điều hòa với biên độ góc là 0,1 radian này.
Khi nó có biên độ góc là 0,05 thì vật nhỏ có tốc độ là mấy? Thì câu này chúng ta chỉ cần nhớ công thức là V bằng căn của G nhân L nhân alpha không bình trừ alpha bình thì là được. Và đây là một công thức đặc biệt của con lắc đơn, nó bắt buộc các bạn phải nhớ. Đấy, cứ ngồi nghe thôi là nhớ thôi. Căn của G bằng mấy? G là 9,8 này, L là 1 này, alpha không là biên độ góc. Thì biên độ góc ở đây là 0,1 bình em. Trừ đi cho alpha là lý độ góc thì tại vị trí 0,05 bình. Và tất nhiên đến đây thì máy tính nó xử lý cho em. 0,1 bình trừ 0,05 bình bằng nhân 9,8 bằng lấy căn bằng. Kém ra được là 27,1 0,271 mét trên giây, tức là bằng 27,1 cm trên giây em nhé. Trong công thức này thì G này đang để đơn vị là 9,8 mét trên giây bình. Nên là vận tốc cũng đang để đơn vị là cm trên giây. Được chưa? Đấy, thì câu này chúng ta chọn B em nhé, chọn B. Rồi, câu 33 nào, 33 này. Câu 33 như sau các em. Một vật có khối lượng 100 gram. Biết tốc độ của vật khi đi qua cân bằng là 80 pi. À, tốc độ mà đi qua cân bằng ấy thì nó chính là tốc độ cực đại đúng không? Vậy chúng ta có tốc độ cực đại là 80 pi này. Tốc độ cực đại là 80 pi. Hợp lực tạo trên vật tại biến là 3,2. Hợp lực tạo trên vật nó chính là lực phục hồi. Và tại biên chính là lực phục hồi mắc. Đúng không? Lực phục hồi mắc ở hai biên em và bằng 3,2. Bây giờ nghe này. Kém biết là tốc độ cực đại này thì nó sẽ bằng là A omega. Ở đây chả biết omega cũng chả biết A. Lực phục hồi cực đại này thì nó lấy bằng K nhân A. Đấy, lực phục hồi cực đại này thì nó lấy bằng K nhân A. Công thức thì phải nhớ, không nhớ thì nguy hiểm. Lực phục hồi cực đại là bằng K nhân A. Hoặc cũng có thể bằng mơ omega bình phương nhân A. Đấy, một trong hai công thức này. Rồi, thì bây giờ nhá, nó bảo là tại thời điểm t bằng 1,25 giây thì vật đi qua vị trí x bằng 10 và chuyển đồng ngược chiều dương, hỏi phương trình. Để các bạn có thể hoàn thành được phương trình ấy, thì các bạn cần phải tìm được biên độ, cần phải tìm được tần số góc và cần phải tìm được phá ban đầu. Ở đây em nhìn thấy biên tần số góc đều là 4 pi à, thì chắc chắn là tần số góc là 4 pi. Nếu như tần số góc là 4 pi thì biên độ sẽ là mấy em nhỉ? Nếu như thằng này là 4 pi nhé, thì biên độ sẽ là 80 pi chia 4 pi thì nó sẽ ra được là 20 đúng không? Là 20 thì loại ngay hai đáp án này. Đó chính là cách làm nhanh. Tuy nhiên là một giáo viên thì không thể làm như thế được. Đúng không? Phải tìm ra được omega chứ. Chứ không thể ngồi suy luận theo đáp án được. Thực ra đó là cũng là cách nhanh em. Đó cũng là cách nhanh. Tuy nhiên là thầy sẽ giải câu này bằng một cái khối lượng m nó cho rồi này, đây là dữ kiện quan trọng. Thì từ đây em nhìn thấy này, chỗ này là 3,2 đúng không? Thì 3,2 này bằng m này, omega này nhân a, omega bình nhân a thì tách thành là omega a này nhân với gì ạ? Omega này. Thì từ đây em sẽ có lại m 3,2 này, m là 0,1 đúng không? Khối lượng m là 0,1 kg, 100 là 0,1 kg. Omega A thì omega A chỉ là vận tốc cực đại. Và vận tốc cực đại là 80 pi cm chia giây. Thì cm trên giây cái chỗ này các em phải đổi về mét trên giây là 0,8 pi. Đó, nhân với omega. Từ đây các em có thể suy ra được omega nhé các em. Đúng chưa? Nhắc lại là V0 này bằng 80 pi là đổi về phải đổi về mét trên giây bởi vì đơn vị của lực là Newton. Về chỗ này chúng ta sẽ có là 3,2 chia 0,1 chia 0,8 chia căn thì các em được 4 pi, chính xác 4 pi luôn đấy. Và omega bằng 8 pi thì biên độ A nó sẽ bằng vận tốc cực đại chia omega, tức là bằng 80 pi mà chia 4 pi thì các em ra được 20. Được chưa? Vậy loại BD là hợp lý đúng không? Tiếp này. Bây giờ phá ban đầu, phá ban đầu là phải tìm được lúc xem là lúc t bằng 0 nó nằm ở đâu. Thầy dùng vòng tròn lượng giác để tìm phá ban đầu này. Chúng ta có biên độ là 20 mà bên này là trừ 20, biên độ là 20 đấy nhé. Nó bảo là lúc t bằng 1,25 giây thì nó đi qua x bằng 10 và chuyển đồng ngược chiều dương. 10 đâu? 10 đây này. 10 là một nửa biên độ và chuyển đồng ngược chiều dương, tức là theo chiều âm đấy. Trên vòng tròn lượng giác có hai vị trí, ngược chiều dương là lấy trên. Đây là lúc t bằng bao nhiêu nhỉ? À, 1,25 giây. Tuy nhiên bạn nào mà lão ngạo lên mà lấy phá ban đầu là đoạn này ấy, là góc này là sai luôn.
Tại sao sai biết không? Tại vì pháp ban đầu là phải hợp với lúc t bằng không cơ. Thế thì kém biết là lúc 1,25 giây nó nằm đấy và nó đang có xu hướng quay ngược chiều kim đồng hồ. Thì kém phải biết được lúc t bằng không nó nằm đâu. Vậy chúng ta biết là từ t bằng không này đến t bằng 1,25 giây ấy, thì nó sẽ quét một góc alpha. Và góc alpha bằng omega t, omega delta t và bằng mấy? 4 pi nhân 1,25. Và 4 pi nhân 1,25 thì bằng bao nhiêu em nhỉ? 4 nhân 1,25 là 5 đúng không? 5 pi. 5 pi ấy, thì chỗ này thầy sẽ tách thành là 4 pi cộng pi. 4 pi cộng pi. Tức là lúc t bằng 1,25 giây nó nằm đấy và xu hướng của nó là quay ngược chiều kim đồng hồ. Vậy thì để tìm được lúc t bằng 0 ấy, thì các em phải quay ngược lại đúng không? Cùng chiều kim đồng hồ. Quay ngược lại ngược gọi là ngược dòng quá khứ đấy. Ngược dòng quá khứ. Vậy thì chúng ta nhìn thấy nó bắt đầu từ đây nó quay một vòng là 2 pi này. Hai vòng là 4 pi này. Bây giờ quay thêm pi là nửa vòng. Là pháp ban đầu là t bằng 0 nó nằm đấy các em. Vậy pháp ban đầu là góc này. Và góc này bằng mấy? Thì các em nhìn thấy là thằng này 10 nhá. Đây 10, đây 20 này. Vậy cốt góc này là 1/2, vậy góc này là 60. Góc này 60 thì góc này 120. Tuy nhiên 120 người ta đưa về radian ấy, thì là 2 pi trên 3. Đó là đưa về radian. Nhưng mà lúc t bằng 0 thì nó lại lệch về phía dưới. Bởi vì lúc t bằng 0 nó là lệch về phía dưới nên pháp ban đầu phải thêm dấu gì? Dấu trừ. Lúc t bằng 0 nó lệch về phía dưới mà. Vậy thì pháp ban đầu chúng ta phải thêm dấu trừ vào. Đúng không ạ? À, cái này chúng ta học rồi là thêm dấu trừ nếu như nó lệch về phía dưới là pháp ban đầu nó âm. Và khi thêm dấu trừ ấy thì câu này chúng ta chọn A em nhé, chọn A. Ok chưa? Thì câu này chúng ta chọn A em. Xong câu này. Rồi, tiếp này. Câu tiếp theo có em, câu 34. Các bạn hiểu câu trên chưa? Các bạn đang xem live, các bạn hiểu được câu trên, các bạn comment chữ H được không ạ? Cũng hơi buồn nên thầy giảng hơi nhanh một chút, nhưng mà thầy nghĩ là nó cũng đủ tốc độ để các em hiểu. Đâu ạ, các bạn có thể hiểu được câu trên, các bạn comment chữ H được không ạ? Đây, câu 34 này. Thúy, ok rồi. Câu 34 các em nhé. Hưng, ok em. Các bạn khác nữa thì sao ạ? Cho một vật dao động đi hoa có đồ thì như hình vẽ. Và người ta hỏi là phương trình. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy biên độ là 5 này. Tất cả đều có biên độ là 5. Bây giờ các em nhìn thấy 5/12 và đây là 11/12 về khoảng thời gian này nhé. Thì nó chính là một nửa chu kỳ. Đúng không? Vậy t trên đôi này. T trên 2 nó chính là bằng 11/12 mà trừ đi cho 5/12. Tại sao từ đây sang đây là một nửa chu kỳ nhỉ? Bởi vì đây là lúc T bằng 0 là, xin lỗi, thời điểm này là lúc X bằng 0 là vật ở cân bằng. Thời điểm này vật lại ở cân bằng lần nữa. Với hai cân bằng liên tiếp thì nó là một nửa chu kỳ. Và từ đây sẽ được chu kỳ T bằng mấy? 11 trừ 5 là 6. 6/12 là 6/12 nhân với 2 là 12, là t bằng 1 giây các em nhé. T bằng 1 giây thì dẫn đến omega là 2 pi. Đúng chưa? Và 2 pi thì loại ngay CD này. Thế pháp ban đầu thì các em nhìn thấy lúc t bằng 0 nó nằm ở vị trí là -2,5. Đúng không ạ? Vậy thầy dùng vòng tròn đường giác này. Chúng ta có biên luận 5 bên đây là -5 này. Lúc t bằng 0 nó là 2,5, -2,5. Lúc t bằng 0 nó là có pháp ban đầu ở đâu? Vị trí là -2,5. Và sau thời điểm đấy thì nó chạy về biên âm. Trên vòng tròn đường giác có hai vị trí kém nhé. Chạy về biên âm là lấy ở trên đúng không? Lấy lúc t bằng 0 nó nằm đấy này. Vậy pháp ban đầu chỉ là góc hợp với trục OX. OX tức là góc này. Và góc này chắc chắn dương. Mà dương thì không cần tính đâu, chọn B luôn. Và ở đây là dương 120 độ nhé. Dương 2 pi trên 3. Thì đôi khi phải nhánh thì không cần phải thiết phải tính em. Khi mà t bằng 0 mà điểm M nằm ở trên thì pháp ban đầu dương là lấy B luôn em. Bởi vì chúng ta loại được CD thôi. Thế thì góc này này. Đúng không? Thầy nhầm chỗ này đúng chưa nhỉ? Chỗ này là 11/12 trừ 5/12 là 6/12. Là chu kỳ T bằng 1, omega bằng 2 pi. Thầy nhầm đúng không? Ok chưa? Để xong câu này em nhé. À, còn góc này là 60 đấy. 2,5 chia cho 5 là 1/2 là góc này 60 độ, góc này 120. 120 thì chỗ này sẽ là 2 pi trên 3. Ok chưa? 2 pi trên 3. Xong nhé. Câu 35 các em. Câu 35.
Thầy hôm nay dạy 3K rồi. Đã. Lái hơi buồn nên là cũng hơi mệt. Thầy đi đau hông nữa. Và sẽ cố gắng xong 40 câu cho em. Câu 35 này. Một chất điện dao động điều hòa với chu kỳ 0,4. Trong khoảng thời gian đó, vật đi được quãng đường 16 cm. Đó tức là trong một chu kỳ ấy, một chu kỳ quãng đường là 16 cm. Tuy nhiên, một chu kỳ thì quãng đường đi được là 4 A. Vậy từ đây sẽ được A bằng 4 cm em nhé. Người ta bảo là trong khoảng thời gian đó, tức là trong một chu kỳ đấy. Tốc độ trung bình của vật khi vật đi từ 2 căn 3 đến trừ 2 theo một chiều. Thầy dừng vòng tròn đường giác này. 4 này, trừ 4 này. Nó chạy từ 2 căn 3 này, 2 căn 3 này. Về trừ 2 em này, trừ 2. Thế các em hiểu một điều là gì? 2 căn 3 trên vòng tròn đường giác có hai vị trí, trừ 2 cũng có hai vị trí. Tuy nhiên người ta bảo là theo một chiều, tức là nó chạy từ đây sang đây, gọi là theo một chiều. Đúng không? Theo một chiều. Vậy lúc đấy chúng ta nhìn thấy tốc độ trung bình ấy, thì nó bằng quãng đường mà chia thời gian. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy này, quãng đường ở đây là 2 căn 3 cộng 2. Quãng đường thì nhìn thấy rõ được đúng không? 2 căn 3 cộng 2. Tuy nhiên thời gian thì chúng ta phải tìm góc quét tương ứng góc này các em này. Nhẩm xem góc này bao nhiêu nhá. Thằng này là 2 căn 3 chia 4 là căn 3 trên 2, góc này 30 này. Thằng này là 2 mà chia 4 thì góc này 60 đúng không? Đúng chưa các em nhỉ? 2 chia 4 thì góc này 60, 30 60 là 90, vậy góc này là 90. 90 tức là thời gian tương ứng khi quét 90 là 1/4 chu kỳ. Nhưng mà chu kỳ là 0,4. Thì 1/4 chu kỳ là 0,1. Vậy chỗ này sẽ là 2 căn 3 này cộng 2 này chia 0,1. Kém ra được xấp xỉ đáp án là 54,64. Thì câu này chúng ta chọn B kém nhé. Đấy, 54,64. Nhớ là chu kỳ T bằng 0,1 nhé. 54,64 thì câu này chúng ta chọn B. Được chưa? Xong câu này nhé. B nhé. Rồi, câu 36, một câu nâng cao một chút. Được chưa? Một câu nâng cao một chút xíu. Rồi, câu 36 này. Đây là một câu nâng cao một chút xíu thôi, nhỏ thôi. Rồi, câu này như sau em. Câu này mà bạn đang học với thầy chuyên đề nâng cao, đúng không? Ở trong các nhóm kín thì em sẽ biết được cách làm. Nó đơn giản thôi. 36 này. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc lò xo giãn A trên 2 thì người ta giữ cố định ở điểm chính giữa. Biết độ cứng của lò xo tỷ lệ nghịch với chiều dài. Tỷ số lực đàn hồi cực đại của lò xo tác dụng lên vật trước và sau khi giữ là gì? À thì câu này các em phải hiểu được bản chất là gì. Đây là một con lắc lò xo này. Đây là vị trí cân bằng ố. Và khi nó đang có gì ạ? Ở vị trí lô đôi x bằng đen bằng A trên 2, tức là khi lò xo giãn A trên 2 là x bằng A trên 2 thì nó giữ ở điểm chính giữa. Đấy, để làm được câu này ấy, thì các em cần phải gì ạ? À, tất nhiên là phải học rồi. Trước đó phải học rồi. Và phải luyện nhiều rồi. Bây giờ thầy sẽ gì ạ? À, phân tích nhé. Trước khi giữ này, thầy lập một cái bảng đấy. Trước khi giữ này, đây là sau khi giữ này. Thì thầy sẽ lập bảng này. Bạn nào học thầy thì sẽ biết cái bảng này rồi. Trước khi giữ thằng này có độ cứng K. Sau khi giữ thằng này có độ cứng là 2K. Tại sao biết không? Tại vì nó giữ ở đâu? Giữ ở điểm chính giữa. Tức là trước khi giữ thì chiều dài L, nhưng mà sau khi giữ thì chiều dài là L trên đôi. Tuy nhiên là hai cái này nhân với nhau là không đổi. K nhân L thì bằng 2K nhân L trên 2. Hay nói một cách khác là gì ạ? Độ cứng tỷ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của lò xo. Có nghĩa là chiều dài giảm đi một nửa thì độ cứng nó tăng lên 2 lần. Độ cứng tăng lên 2. Đúng không? Độ cứng tăng lên 2 lần em nhé. Rồi tiếp tục nghe này. Tân số góc ở đấy là omega bằng căn K chia M em này. Còn tân số góc ở đấy là omega phải bằng căn của 2K chia M. Và 2K trên M đấy chỉ là omega căn 2 em nhé. Đó là tân số góc trước khi giữ và sau khi giữ. Lý độ x ở đây là A trên 2 các em. Lý độ x ở đây là A trên 2 nhá. Được chưa? Câu này là phải. Nhưng mà lý độ x ở 6 đấy là x phẩy. À, thì câu này mà bạn nào mà học thầy thì mới biết công thức này. Là x phẩy ấy, chia x ấy, thì nó bằng L phẩy chia L. Tức là bằng 1/2. Công thức này thầy đã chứng minh ở khóa luyện thí nhá. Bạn nào chưa biết thì cố gắng mà nhớ đi.
Bạn nào chưa biết thì nhớ đi. Thì x phẩy chia x bằng l phẩy chia l thì sẽ biết được là gì? X phẩy ở đây nó bằng x chia 2, tức là bằng a trên 4. Chỗ này là a trên 2, chỗ này là a trên 4 nhé. Đây nó cho là delta l bằng a trên 2 đúng không? Thì x ở đây bằng a trên 2 nhưng x phẩy đây là a trên 4. Rồi tiếp này. Vận tốc thì lại không đổi nhé. Ở vị trí giữ vật, vận tốc không đổi. Đó một lý thuyết mà thầy đã cho các em ở khóa liên thị. V và V phẩy bằng V không đổi. Thế bây giờ bên này biên độ là A các em nhé. Và lực phục hồi cực đại ở đây, ở đâu lực đàn hồi mắc ở đây, nó chính là K nhân A. Bởi vì có lắc lò xo nằm ngang nên là lực đàn hồi cực đại chính là lực phục hồi cực đại và bằng K nhân A. Còn ở bên này ấy, thì lực phục hồi mắc ở đây thì nó bằng K nhân A phẩy. Nhưng ở đây phải là 2K nhân A phẩy. Bởi vì độ cứng bây giờ là 2K. Còn biên độ bây giờ là A phẩy. Thì quan trọng nhất bây giờ chúng ta phải đi tìm lại A phẩy. Vậy A phẩy bằng cái gì? Thì nghe này. Chúng ta sẽ có A phẩy đây bằng cắn của X bình cộng V bình mà chia cho omega phẩy bình. Đây là X phẩy bình chia cho omega phẩy bình. Vận tốc là không đổi nhé. Vận tốc trước và sau như nhau. Bây giờ chúng ta lợi dụng cái vận tốc trước và sau như nhau thì mới giải được cái này. Từ đây các em sẽ rút V ở đây này. Thì V bình ở đây nó sẽ bằng A phẩy bình trừ X phẩy bình mà nhân với omega bình. Omega phẩy bình. Đúng chưa? Đoạn này hay, câu này hay các em. Đây là V bình nhé. Còn V trước bình, V trước bình tương tự thì nó bằng A bình trừ X bình nhân omega bình. Đúng không ạ? Bây giờ nhá, thông minh nhá. Này, thông minh, đến đoạn này muốn giải nhánh ấy, gọi là tăng tốc độ nữa ấy, thì thầy bật cho này, đặt A đấy bằng 1 cho thầy. À, đặt A bằng 2 đi, đặt A đấy bằng 2 đi. Thậm chí là có thể đặt bằng 4 cũng được, cho nó đẹp số. Đặt A đấy bằng 4, đặt số luôn. Bởi vì mục đích cuối cùng muốn lập được tỷ số hai thằng này thì cũng chỉ là tìm A theo A phẩy thôi. À đâu, tìm A phẩy theo A thôi. Nên là cứ đặt A là một số là bằng 4. Gọi là đây là cách cái mèo giải nhánh nhé. Đặt A bằng 4. A bằng 4 thì dần đến X ở đây bằng 2 anh em nhé. X bằng 2. Thì chỗ này từ đây suy ra là V bình ở đây thì nó sẽ bằng là 4 bình trừ 2 bình mà nhân với omega bình. Tức là bằng 4 bình trừ 2 bình là mấy nhỉ? 16 trừ 4 là 12 omega bình. Đúng chưa? Thông minh. Giải đây là giải thật nhánh, thật thông minh. Thế còn V bình ở đây thì nó sẽ bằng là A phẩy bình chưa biết, ok chưa biết, trừ X phẩy bình. Tuy nhiên X phẩy bình thì như các em biết ở đây ấy, thì nó là bằng A trên 4. Thầy đã phân tích lúc đầu rồi nhé, A trên 4. Bài này bài khó mà. Đấy, bằng A trên 4, vậy cái này là 4 chia 4 bằng 1. Đó là lý do tại sao thầy đặt A bằng 4 này. Thì chỗ này sẽ là 1 bình nhân với omega phẩy bình. Nhưng mà omega phẩy ấy, thì các em nhìn thấy nó bằng omega căn 2 này. Đấy, lúc đầu chúng ta phân tích cái này rồi. Thì cái này nó bằng omega bình nhân 2. Và bây giờ thì thầy sẽ cho hai thằng này bằng nhau, thầy sẽ tìm ra được A phẩy. Tức là suy ra được 12 omega bình thì bằng gì nhỉ? A phẩy bình trừ 1 nhân với gì ạ? 2 omega bình. Vậy bỏ được omega bình đi em nhé. Từ đây suy ra được A phẩy bằng mấy? 12 chia 2 là 6, 6 cộng 1 là 7. Vậy cái này bằng căn 7. Các bạn tự giải ra căn 7 nhé, nó không dễ mà. Căn 7. Các bạn nhớ là cái chỗ này thầy đặt được tại vì chúng ta mục đích là tìm tỷ số của lực đàn hồi này chia lực đàn hồi này. Có nghĩa là chúng ta đang đi tìm K và K này bỏ đi. Chúng ta đang tìm A phẩy theo A. Thế thì chúng ta đặt A bằng một con số thì sẽ tìm ra A phẩy theo A. Đây là một cái mèo giải rất là nhanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Nó bảo là tỷ số lực đàn hồi của tác dụng vào vật trước và sau. Trước và sau chứ không phải là sau và trước đúng. Trước và sau tức là lấy K này này. Đúng không? Đây là trước này. Nhớ là lực đàn hồi đấy nó bằng lực phục hồi cực đại luôn nhá. Chia cho 6 thì 6 chính là 2K A phẩy. Bỏ K đi. Vậy còn lại là A phẩy, A là 4. Và chia cho 2 căn 7. A là phẩy là 2 căn 7 nhá. Mà 4 chia 2 căn 7 thì nó chỉ bằng 2 chia căn 7. Đúng chưa? Và 2 chia căn 7 thì câu này đảm bảo là B em nhá. Đấy. Thì câu này là một cái câu nâng cao. Là một câu mà phải học chuyên đề nâng cao thì mới giải được. Phải biết chuyên đề nâng cao mà thầy đã dạy em thì mới giải được. Đấy, đúng không ạ? Và
các bạn chinh phục điểm 10, cố gắng xem lại câu này nhé. Nhá, câu này nhưng mà cả câu sau thì nó dễ hơn một chút nữa. Rồi xong câu này em, và dùng một cái mèo nhỏ là đặt A bằng 2 cực kỳ hay. Các bạn học điểm 10 các bạn có hiểu câu này không nhỉ? Các bạn học điểm 10 các bạn hiểu câu này, các bạn comment cho thầy chữ H được không ạ? Các bạn điểm 10 đâu cả rồi ạ? Hiểu câu này không ạ? Bạn nào chinh phục điểm 10 giơ tay xem nào. Thì đó là một câu của điểm 10 đấy em ạ. Rồi, và chuyên đề điểm 10 để đi thầy đã dạy ở lớp rồi. Bây giờ chúng ta sang câu 37 em này, 37. Bạn Thúy tốt nha em. Câu 37 này. Có lắc lo xoát theo thẳng đứng, kích thích cho nó ra đồng điều hòa. Chu kỳ và biên độ lần lượt là 0,4 và 8. Đây là lo xoát theo thẳng đứng này. Đây là cân bằng ô. Các em biết là khi lo xoát theo thẳng đứng thì ở cân bằng nó giãn một đoạn đến đây là 0 rồi. Và có một cái mèo tính rất là nhanh là delta là không này bằng một nửa chu kỳ tất cả bình và bằng 0,4 chia 2 tất cả bình là bằng 0,04 mét, tức là 4 cm. Hay nói cách khác là ở cân bằng nó giãn 4 cm của em nhé. Đây là công thức tính nhanh độ biến dạng ở cân bằng đấy ạ. Biên độ là 8, tức là nó dao động trong khoảng biên độ là 8 này, trên này có thể là -8, dưới này là 8 này. Chiều dương hướng xuống. Chiều dương hướng xuống nên là dưới là dương 8, trên là âm 8 đúng không? T bằng 0 là vật đi qua cân bằng theo chiều dương. T bằng 0 nhá, cân bằng đây này. Theo chiều dương. Vậy lúc T bằng 0 này, thầy dựng vòng tròn lượng giác này. 8 trừ 8 đi qua cân bằng theo chiều dương, đúng không? T bằng 0 này nó đang ở cân bằng theo chiều dương. Vậy trên vòng tròn lượng giác, T bằng 0 nào nằm ở đây. Ở đây chiều lên là cân bằng theo chiều dương. Đúng chưa? Rồi, tiếp này. Người ta bảo này. Thời gian T bằng 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu. Ôi câu này dễ quá. Câu này lại dễ hơn câu trước. Và trong đề thi đại học thì cũng có những cái câu càng sáu nhưng lại có thể là càng dễ nhé. Đấy, thì độ lớn cực tiểu khi nào? Đấy, trường hợp này là trường hợp A lớn hơn delta là không. Chính vì thế mà độ lớn lực đàn hồi cực tiểu ở đây em này. Cụ thể đó là lực đàn hồi ở đây nó bằng không luôn. Bởi vì ở đây lò xo không giãn không nén hay còn gọi là không biến dạng thì ở đây lực đàn hồi bằng không này. Thì đó là lúc đấy ở vị trí này lực đàn hồi nó sẽ cực tiểu. Bây giờ nó cực tiểu thì nó phải ở vị trí là gì ạ? Âm 4. Đây là vị trí -4 nhé. Đúng không? Các em nhìn ra đây là -4 đúng không ạ? Tại vì phần trên này phần âm. Và ở vị trí này là vị trí lò xo không biến dạng, nó cách cân bằng một đoạn 4. Vậy đây có tọa độ là âm 4. Âm 4 nha các em. Âm 4 trên vòng tròn lượng giác có hai vị trí này. Đó, và lúc T bằng 0 nó bắt đầu từ đây các em. Bắt đầu từ đây thì nó quét ngược chiều cái đồng hồ, chạy ra biên dương, sau đó nó chạy về đây. Thì đây là khoảng thời gian chúng ta cần tìm. Và khoảng thời gian này bằng mấy? Cùng xem nhé. Khoảng thời gian này nó quét là 180 độ này. Còn thêm góc bé này, em góc bé này là 30 độ nữa. Bởi vì góc này là 60. Góc dưới này 60, góc này 30. Chỗ này là 180. Về 180 còn 30 là 210. Tổng góc là 210. 210 này muốn đưa về thời gian ấy, thì dùng công thức là gì ạ? Delta T bằng alpha chia 360 nhân chu kỳ T, tức là bằng 210 chia 360 nhân chu kỳ T là 0,4 giây nhé. Chu kỳ T đây nó cho 0,4 giây lúc đầu thôi. Đúng chưa? Lúc T bằng 0 ở cân bằng theo chiều dương, nó chạy về vị trí lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu là vị trí âm 4. Âm 4 lần 1 đây. Và từ đây các em bấm máy tính ra đáp án nhé. 210 chia 360 nhân 0,4 thì các em đã được là 7/30 giây. Và 7/30 giây thì câu này chúng ta chọn B các em nhé. Chọn B. Được chưa? 7/30 giây. Xong câu này các em. Câu tiếp theo các em. Câu 30. 30 này. Câu 30 này ấy, là một câu nó không khó lắm. Tuy nhiên là phải phát hiện ra được một vài điều hay ho. À câu 38. Hai con lắc lò xo giống hệt nhau, giống hệt nhau tức là độ cứng bằng nhau, khối lượng bằng nhau, tần số góc bằng nhau. Con lắc thứ nhất có biên nó cung phá cái chỗ này rất quan trọng em nhé. Cung phá này rất quan trọng. Cung phá thì dẫn đến x1 trên x2 nó bằng a1 trên a2. Và cái này bằng này, 3a chia a là bằng 3. Nhưng mà khi nó cung phá thế này nhé, thì nó dẫn đến một vấn đề nữa, đó là gì? Nếu như chúng ta lấy cơ năng 1 chia cơ năng 2 thì nó sẽ bằng 1/2 k a1 bình
chia 1 phần 2 cá A 2 bình. Và cái này bằng 3 bình là 9. Tức là cơ năng 1 bằng 9 lần cơ năng 2. Cái thứ hai nữa là thể năng 1 chia thể năng 2 bằng cái gì? 1 phần 2 cá x 1 bình. Đề này các em phải làm rồi thì thầy mới chữa mới hiểu quả. Chia 1 phần 2 cá x 2 bình. Và cái này cũng bằng 9 luôn. Đấy chưa? X1 trên x2 bằng 3 mà. Thì cái này bằng 9 luôn. Bây giờ người ta bảo này, tròn bốc tính thể năng ở cân bằng khi đồng năng của con lắc thứ nhất là 0,72 thì thể năng của nó là 0,24. À, thể năng con lắc thứ hai là 0,24. Vậy chúng ta có này, ở trạng thái 1 ấy, thì đồng năng 1 là 0,72 này, thì thể năng 2 lúc đấy, thể năng 2 nó cho là 0,24. Bây giờ nhá, thầy gọi là thế nào nhỉ, có thể lập một cái lập bảng được, mà thực ra thì không lập bảng thì cũng được thôi, lập bảng cho em dễ nhìn đi, lập bảng đi. Đây là đồng năng này, đây là thể năng này, đây là cơ năng này. Và các em biết là cơ năng thì bằng đồng cộng thể đúng không? Đây là của gì nhỉ? Thầy sẽ lập bảng như thế này, lập bảng thì các em dễ nhìn hơn. Đấy, lập bảng như thế này, chúng ta nhìn thấy này. Đây là đồng năng của vật lập bảng thế này cũng có cái hay mà cũng có cái dở. Tức là nó cũng có hơi nhiều dữ kiện. Thì bây giờ chúng ta có này. Đây là thời điểm T1. Đây là thời điểm khác T2. Ở thời điểm T1 này ấy, thì D nó cho cái gì? Để ở thời điểm T1 này, đây là của vật 1 này, đây là của vật 2 này. Đây là của vật 1 này, đây là của vật 2 này. Tức là có hai vật nhé. Ở một thời điểm thì lại có hai vật. Vật 1 thì nó cho đồng năng 1 là 0,72 này. Đồng năng 1 0,72 và nó cho thể năng 2 bằng 0,24. Tuy nhiên khi nó cho thể năng 2 nhé, thì lại có được thể năng 1. Tại vì các em nhìn thấy là thể năng 1 gấp 9 lần thể năng 2. Đúng không? Tức là chúng ta lại 9 nhân 0,24. Thì ra được là 2,16. Tại sao chỗ này 2,16 em nhỉ? Tại vì chỗ này là 0,24, đó là thể năng 2. Nhưng mà thể năng 2 thì lại nhân 9 lên thì ra được thể năng 1. Và bây giờ chúng ta lấy đồng năng cộng thể năng thì ra cơ năng 1. Vì cơ năng 1 là mấy? Cơ năng 1 sẽ là bằng 0,72 cộng 2,16. Thì em ra được là 2,88. Mà cơ năng 1 ra 2,88 ấy, thì dẫn đến cơ năng 2. Đây, cơ năng 1 là 2,88, không đổi nhá. Cơ năng 2. Thì các em nhìn đến cơ năng 2 thì lại bằng cơ năng 1 chia 9. Đúng không? Tức là thầy chia 9 đi. Thì ra được 0,32. Đấy, tức là cái chỗ này không phải cũng là 0,32 nhá. Bởi vì cơ năng là không đổi mà. Sau đó thì ở sáng thời điểm T2 thì D nó cho là thể năng con lắc thứ nhất là 0,09. À, nó cho thằng này 0,09. Thì hỏi đồng năng con lắc thứ hai. Bây giờ cho thể năng thằng này là 0,09 thì dẫn đến thể năng thằng này ấy, thì các em sẽ lấy là gì? Các em biết là thể năng 2 nó bằng thể năng 1 chia 9. Thể năng 2 này này bằng thể năng 1 chia 9. Tức là có được thể năng 1 rồi thì lấy thể năng 1 chia 9 thì ra được 0,01. Nhưng mà các em biết là đây là cơ năng thằng này là 0,32, trừ cho thể năng thằng này 0,01 thì ra được đồng năng là 0,31. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta lấy cơ trừ thế thì ra đồng là 0,31. Rồi, thì câu này lập bảng cũng được, cũng tư duy nhanh. Còn nếu như mà bạn nào làm sao không lập, à đâu, nhưng mà trước khi lập bảng thì phải biết hai cái này nhé. Còn hai cái này có được là bởi vì nó cùng phá cái này. Thực chất thì cái này nó không cần cùng phá, nó cũng có, bởi vì đây là cơ trừ cơ. Nhưng mà cái này thì cần phải cùng phá mới có này. X1 trên x2 bằng 3 này, thì cái này phải cùng phá mới có. Đấy, thì câu này chúng ta sẽ giải đáp A em nhé. À, xong câu này em. Nhớ là câu nào chưa làm được thì cố gắng làm lại nhé. Rồi chúng ta có hai câu nữa, cố lên nào. Đúng không? Thầy còn chưa ăn cơm, đói quá. Đấy chưa? Câu 32 này, à câu 39 này. Một chất điểm dao động điều hòa với vận tốc cực đại là 60, giá tốc cực đại là 2π. V0 bằng 60 này, cm trên giây này. Giá tốc cực đại là 2π m trên giây bình này. Thì chỗ này đổi về chỗ này sẽ là 200 nhân 100 nhé. Pi cm trên giây bình. Từ đấy
Rồi, người ta bảo này, tại t bằng 0, chất điểm có vận tốc là 30 và thể năng đang tăng. Chất điểm có gia tốc bằng pi bình mét trên giây lần đầu tiên vào thời điểm nào? Rồi thì câu này là nó hỏi thời điểm, tức là hỏi thời gian. Mà hỏi thời gian thì phải dùng vòng tròn. Vòng tròn chúng ta có ba trục là trục x, trục v và trục a. Bây giờ thầy nói quan tâm trục v và trục a thôi, bởi vì ở đây chúng ta có là vận tốc cực đại là 60 này. Thế nên là trừ 60 này. Người ta bảo là khi vận tốc bằng 30, 30 đâu? 30 ở đây này. 30 trên vòng tròn lượng giác có hai vị trí. Tuy nhiên người ta bảo là thể năng tăng. Thể năng tăng thì nó phải chạy ra biên. Đúng không? Chạy ra biên thì thể năng tăng, còn chạy về cân bằng thì thể năng giảm. Nếu như ở đây mà chiếu lên nó chạy về cân bằng, vậy thể năng giảm. Còn ở đây nó chiếu lên là chạy ra biên thì thể năng tăng. Vậy lúc t bằng 0 nó nằm đấy các em. Đấy. Góc này là 60 độ các em này. Tại vì cốt góc này bằng 30 chia 60 mà. 30 này chia 60, 1 phần 2 thì góc này 60. Người ta bảo à, gia tốc thì sao? Gia tốc cực đại là 2 pi bình. Đúng chưa? Bên đây là 2 pi này, bình này. Và chỗ này sẽ là gì ạ? À đâu, 2 pi thôi chứ. Và chỗ này bên này là âm 2 pi. Đó là nói về gia tốc. Bên đây là A max, còn bên đây là A min. Người ta bảo là khi gia tốc bằng pi bình lần đầu tiên, à pi là ở đây các em, trên vòng tròn lượng giác có hai vị trí. Tuy nhiên lần đầu tiên thì chỉ cần quét từ đây chạy lên đây là lần đầu tiên rồi. Còn nếu như quét xuống đây là lần hai mất rồi. Đúng không? Vậy chạy từ đây các em này, quét ra đây là lần đầu tiên rồi. Pi nhá. Vậy thì góc này bao nhiêu độ? Chúng ta cùng xem góc này này. Góc này lại là 60 các em này. Bởi vì cốt góc này bằng pi mà chia 2 pi, lấy theo gia tốc là pi chia 2 pi là 1/2, vậy góc này 60. Góc này 30 này. Góc này 30 này. Góc này vuông này. Đúng chưa? Vậy khi nó quét từ đây đến đấy 30, 90, 30 thì là tổng góc quét là 150 độ. Và thời gian ở đây thì nó sẽ bằng là thời gian ở đấy thì nó bằng 150 mà chia cho 360 mà nhân chu kỳ T. Thì bây giờ phải đi tìm chu kỳ T nữa. Ở đây D nó cho là vận tốc cực đại là 60, gia tốc cực đại là 200, vậy dẫn đến omega ở đây bằng A cực đại chia V cực đại nhé. Đây là công thức omega. Và cái này bằng mấy? 200 pi mà chia 60 thì các em ra được bao nhiêu nhỉ? 200 chia 60. 10 pi trên 3. Từ đấy các em sẽ tìm được chu kỳ T bằng 2 pi chia omega, tức là bằng 2 pi chia 10 pi trên 3. Thì các em ra được là 2 pi 0,6 giây. 0,6 giây các em thay vào đây thì các em đã tìm ra được thời gian mà chúng ta yêu cầu là từ t bằng 0 cho đến khi mà gia tốc bằng pi lần đầu. 150 chia 360 nhân 0,6. Các em đã được 0,25 giây các em nhé. Và 0,25 giây ấy, đúng không? Thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là gì các em nhỉ? D các em. Xong câu này nhé. D nhé. Các bạn câu dễ thì các bạn xem nhanh thì nó hiểu. Câu khó các bạn mới cần phải xem lâu. Thì lúc đấy phải cố gắng làm lại cả câu hỏi. Rồi. Ui chết, cái đồ thí này nó bị lệch thế nhỏ. Sao nó bị lệch thế này? Bây giờ câu 40 này. 40 này. Câu cuối nhé. Cho hai vật chất đồng điều hòa cùng phương song song. Vị trí cân bằng nằm trên phương vuông góc OX. Lúc t bằng trong hệ tọa độ OXV. Tức là vận tốc và lý đồ đấy. Đường 1 là đồ thì biểu diễn giữa lý đồ vận tốc của vật 1. Đường 2 là lý đồ vận tốc của vật 2. Biết lực kéo về cực đại trong hai cả trình bằng nhau, tỷ số khối lượng của vật 2 trên vật 1. Lực kéo về chính là lực phục hồi đấy. Và lực phục hồi mắc 1 nó bằng lực phục hồi mắc của thằng 2. Bây giờ nó hỏi tỷ số khối lượng. Lực phục hồi mắc 1 ấy, thì nó bằng M omega 1 bình nhân A 1 bình. Và cái này bằng lực phục hồi mắc 2 là M omega M1 M2 omega 2 bình nhân gì nhỉ? Omega 2 bình nhân vì gì? A2 bình. À đấy, đấy DA1 DA2. Các bạn có nhớ công thức lực phục hồi mắc không ạ? Lực phục hồi mắc thì có hai công thức, một là K nhân A. Đó là một công thức là K nhân A nhé. Và một công thức có thể dùng là M omega bình phương nhân A. Đúng không? Đây là công thức lực phục hồi mắc. Đấy, đó là công thức. Bây giờ D nó hỏi tỷ số khối lượng của 2 chia 1, tức là lấy M2 chia M1.
Tuy nhiên để lấy được M2 chia M1 đấy, M2 chia M1 thì nó sẽ bằng là omega 1 chia omega 2 tất cả bình mà nhân với gì ạ? A1 trên A2. Đấy là bỏ bình phương đi, thầy viết thừa đấy. Đó là công thức lực phục hồi mắc, nó cho lực phục hồi mắc này bằng nhau mà. Bây giờ nhìn vào đồ thị này các em nhìn thấy là đây là vật 1, đây là vật 2. Vậy A2 đây bằng 3 các em này. Còn A1 đây bằng 2 các em này. À A1 bằng 1. A1 bằng 1. Đúng không? A1 bằng 1 này. Còn A2 là bằng 3 này. Vậy thì dẫn đến A1 bằng 1, A2 bằng 3 thì tỷ số này chính là 1/3 nhé. Tỷ số A1 trên A2 là 1/3. Tiếp này. Các em nhìn vào đồ thị cái này ấy, thì đây là V01 này. Còn ở vị trí này chỉ là V02 các em này. V02 ở đây, còn V01 ở đây. Vậy các em nhìn để V01 chia V02 ấy, thì nó sẽ bằng là V01 là 3 ô, V02 là 1 ô, với cái này là bằng 3 các em nhé. V01 là nằm ở ô thứ 3 này, V02 là nằm ở ô thứ nhất này. Đây đây chính là vị trí vận tốc hai cực đại. Đúng chưa? Đấy, bằng 3. Tuy nhiên cái này bằng A1 omega 1 chia A2 omega 2 và bằng 3. Vận tốc cực đại bằng A omega. Vậy từ đây thầy có A1 trên A2 là 1/3 rồi. Nhân với omega 1 trên omega 2 và cái này bằng 3. Thì dẫn đến là omega 1 trên omega 2 đó bằng 9. 3 nhân 3 là 9. Vậy thay vào đây đó là 9 bình. Vậy từ đây sẽ được M1 trên M2. À đâu, 2 trên 1, 2 trên 1. Nó bằng mấy? 9 bình là 81/3. Và 81/3 là mấy các em nhỉ? 27 à? Đúng không? 81/3 là 27. 27. Và 27 thì câu này chúng ta chọn C các em nhé. Đúng không? C. Xong câu này các em. Thì câu này nhìn vào đồ thị này các em phải nhìn thấy đây là A1. À đây đây là A2, đây là A1 các em này. Còn đây là V cực đại 2, còn đây là V cực đại 1. Cái này là thực ra thì cũng hơi lỗi một chút bởi vì nó hơi bị lệch. Nhưng mà trong đề các em thì chắc là không bị lệch đâu. Ok chưa? À vậy thì thầy vừa chữa xong là đề gì các em nhỉ? Tổng ôn đầu tiên của chương 1. À, tất nhiên là sau này chúng ta sẽ có nhiều đề nữa. À, nhưng mà nhiều đề đấy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái tuần tiếp theo. Được chưa các em nhỉ? Rồi. Còn hôm nay bạn nào chưa xem lại thì cố gắng xem lại nhé. Còn các bạn nếu như muốn học on hoặc up thì có thể inbox vào Facebook của thầy nhé. Còn hôm nay chúng ta dừng ở đây các em nhé. À, link D thì các em có thể vào nhóm để lấy hoặc là vào ở trong gì nhà fanpage của thầy để lấy. Được chưa? Còn hôm nay thì thầy xin phép là chào các em ở đây. Đúng không? Cũng hơi buồn luôn nên là thầy sẽ tắt like. Được chưa? Thầy chào các em ạ. Hẹn gặp các em vào buổi 6 nhé. Chào các em. Được chưa? Chào các em.